Xin chào tất cả các bạn, mình là bạn Thảo đi lạc đây. Hiện tại thì mình đang ở nhà chị Cà Chua nè. Ở đây mình được ăn ngủ say các bạn ạ. Hôm nay mình có một câu hỏi dành cho các bạn đây. Các bạn nhớ trả lời nha. Câu hỏi là: hai con vịt đi trước hai con vịt, hai con vịt đi sau hai con vịt, hai con vịt đi giữa hai con vịt, hỏi tất cả là có mấy con vịt? Đố các bạn luôn á, các bạn mà trả lời được là các bạn giỏi lắm luôn á. Ít mà hình như có cái gì đó sai sai các bạn ạ. Nhà của mình có mùi hôi hôi á. À đúng rồi đúng rồi, thúi quá thúi quá. Uống miếng nước cho bớt thúi rồi. Chào Thỏ. Thỏ ơi, đang làm gì đó? Hey, chị Cà Chua nè. À quên, chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Bạn Thỏ của chúng ta bị cái vòng cổ vướng chân rồi, chị phải tháo ra cho bạn ý. Ây da, được rồi. Thỏ, em làm gì mà cái chuồng hôi quá vậy? Dạ, em đâu có làm gì đâu. Em không làm thì ai làm? Thôi được rồi, bây giờ chị Cà Chua sẽ vệ sinh ngôi nhà này giúp em nha. Trước hết là chị sẽ mở ra. Yeah. Đó, mở ra. Đưa cái này ra ngoài. Ui, các em mời các em xem nè. Mới có 2 ngày thôi à mà bạn à ị với tè quá trời luôn. Bạn này tè với ị trong góc. Góc bên này nữa. Đó, bên này, bên này. Đó, bên này nữa. Cả bên này nữa. Vậy mà bạn em không làm gì đâu chị. Trời ơi, hôi quá. Sao đó, biết lỗi rồi hả? Nằm im mà. Thôi được rồi, chị Cà Chua giả vờ thôi, chị Cà Chua không có la Thỏ đâu. Bây giờ chị sẽ vệ sinh ngôi nhà này cho Thỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bên đây. Chị nhốt bạn đi lại đây, chứ không có bạn em nhảy xuống bàn mất. Bây giờ chị Cà Chua sẽ dọn dẹp ngôi nhà của bạn Thỏ cho thành là thơm tho sạch sẽ nha. Đó, chị nhắc cái này lên. Dùng cái khăn ướt để lau cho nó sạch. Cái này thì không có bị dơ lắm các em ạ. Đó, chỉ có một vài chỗ thôi. Tiếp theo là chị sẽ đổ hết cái dăm bào, nước tiểu và phân của bạn đi vào đây. Sạch sẽ rồi này các em. Bây giờ chị sẽ đi lấy dăm bào để rải lên. Bạn Thậu của chúng ta rất là hấu ăn các em ạ. Bạn ấy á hả, ăn và uống rất là nhiều, cho nên tè và ị cũng rất là nhiều. Cho nên là chị Cà Chua sẽ chăm chỉ vệ sinh ngôi nhà của bạn ấy để cho bạn ấy thật là sạch sẽ. Rồi, lớp dăm bào xong rồi, bây giờ chị Cà Chua lại đậy vào. Ta-da, xong.
cho bạn Thỏ vào. Ô, bạn Thỏ đã cào mất cái vòng ra rồi. Em ơi, em vào lại trong này nha. Rồi, em đã cào mất cái vòng của chị. Ui, mới có một chút xíu à mà bạn đã ị hai cục ra đây rồi à. Bây giờ chị sẽ dùng cái khăn này và lau chỗ này cho sạch. Ý nhiều vậy mà bảo em có làm gì đâu. Em không làm thì ai làm? Wow, nhà sạch sẽ thơm tho quá các bạn ạ. À. Nhưng mà mình cảm thấy người hơi ngứa ngứa mà sao á. À, chị Cà Chua ơi, em thấy ngứa quá sao? Bây giờ em Thỏ muốn chị Cà Chua tắm cho em Thỏ hả? Chị Cà Chua sẽ tắm cho em Thỏ. Ủa nhưng mà em Thỏ con trai hay con gái vậy? Chị Cà Chua chưa biết là em con trai hay con gái? Không, chị đoán đi. Phải nói cho chị biết là con trai hay con gái chứ. Vậy thôi chị không tắm nữa đâu nha. Rồi, rồi bây giờ chị sẽ tắm cho em nào. Đây là sữa tắm khô của bạn Thỏ đây các em. Có mùi chanh đấy. Oh, rất là thơm luôn. Chúng ta sẽ lắc, lắc, lắc như vậy. Sau đó sẽ xịt ra tay và xoa 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 bàn tay và vuốt toàn thân cho em Thỏ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm nha. Rồi, ha, xoa như vậy. Vuốt, vuốt, vuốt toàn thân cho bạn đi. Thỏ của chúng ta là chỉ có tắm khô thôi, không có được tắm nước các em ạ. Tắm nước là bạn đi bán muối luôn đấy. Chị nhân viên dặn chị như vậy. Chúng ta chỉ có tắm khô thôi. Đó, lấy thêm một tí nữa. Thơm quá, mùi chanh thơm quá. Thơm quá. Thơm giống như mùi kẹo vậy đó. Rồi, vuốt đuôi, vuốt đuôi. Vuốt đuôi nè, vuốt đuôi đó. Chúng ta. Lông có vẻ vào nếp rồi đấy. Tắm sạch sẽ thơm tho. Này đây chị tắm cho em. Bây giờ chúng ta sẽ tắm vào bàn chân cho bạn ý. Ui, 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 đưa bàn chân đây cho chị. Và chân nha, vệ sinh chân nha. Tắm chân cho sạch sẽ nha. Úi cha, dương móng vuốt lên với chị hả? Rồi chân bên này nữa, chân bên này nữa. Chị sẽ lấy thêm một ít để bôi dưới bàn chân cho bạn ý. Đó, đó, ý, ý. Đó, bôi như vậy cho sạch sẽ. Bên này nữa em ơi, một tí nữa là xong nè. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Yeah, giỏi quá, giỏi quá. À, Thỏ giỏi quá. Rồi, xong rồi ha.
em ơi, chị vừa tắm xong cho bạn Thảo rồi nè. Bây giờ là cả ngôi nhà của bạn ấy và người bạn ấy rất là thơm tho và sạch sẽ. Các em biết không, đây là lần đầu tiên chị Cà Chua được tận tay tắm cho một bạn Thảo đó. Cảm giác rất là lạ lẫm các em ạ. Chưa quen nên là chị cũng không biết là chị làm có tốt hay không nữa. Hy vọng là bạn Thọ của chúng ta rất là thích cái việc chị Cà Chua tắm cho bạn ấy. Thôi em có thích không? Dạ em thích lắm chị ạ. Thật hả? Vậy thì lần sau chị Cà Chua sẽ tắm cho em nữa nha. Cứ 2 ngày chúng ta sẽ tắm một lần. Rồi bây giờ chị sẽ cho đồ ăn và nước uống vào cho em, để cho em ăn uống say và đi ngủ. Rồi néo bên cho chị. Néo bên. Đúng rồi, chị đẩy cái lồng vào. Ngôi nhà thân yêu của em đây. Vậy là mình đã được chị Cà Chua dọn nhà và tắm sạch sẽ thơm tho rồi này các bạn. Cảm giác thật là thoải mái. Thôi bây giờ mình đi ăn uống và Lanh ra ngủ đây. Bye bye các bạn.